dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm lại cho Tập Cận Bình một vố đau sau khi kết thúc chuyến công du Tây Bán Cầu đến Mỹ và thăm chính thức Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại tiếp tục chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Mông Cổ, Iran và Pháp. Điều này có liên quan đến một thông tin hết sức đáng chú ý. Đó là mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không phụ thuộc vào nước ngoài. Vào ngày 2 tháng 10, báo Tuổi Trẻ đưa tin đường sắt tốc độ cao Bắc Nam độc lập và tự chủ. Bản tin dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xanh Huy cho biết Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định dự án nói trên không phụ thuộc vào nước ngoài, bởi vay bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bị ràng buộc. Theo phương án được tư vấn, nghiên cứu và đề xuất, dự án kể trên được thiết kế với tốc độ 350 km/h, chiều dài 1.541 km với hệ thống đường đôi khổ 1m43, điện khí hóa bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, Sài Gòn. Tổng mức đầu tư cho dự án vào khoảng hơn 67 tỷ đô la, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bố trí các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la. Đáng chú ý, kế hoạch kể trên đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thống nhất về chủ trương. Chính phủ Việt Nam sẽ có các phương án để huy động nguồn vốn trong nước và tùy theo khả năng cân đối có thể phát hành trái phiếu. Trong trường hợp vay nước ngoài phải đi kèm điều kiện ưu đãi, ít ràng buộc và điều kiện lớn nhất là phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Giới quan sát đã đánh giá cao quyết định và kể trên của Ban lãnh đạo Việt Nam. Theo học giả Trương Nhân Tuấn từ Pháp, công nghệ đường sắt cao tốc bây giờ không còn là bảo bối của bất kỳ quốc gia nào. Trong ba nước Đức, Pháp, Nhật, Việt Nam có thể chọn thầy nào cũng được, miễn là ông thầy đó tận tâm, không tham lam tăng giá và đặc biệt không giấu nghề như Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu thì cho rằng về xây dựng đường sắt cao tốc thì Trung Quốc là quốc gia đứng số 1, làm nhanh nhất, rẻ nhất. Nhưng đó là người Trung Quốc làm cho người Trung Quốc, còn người Trung Quốc làm cho nước ngoài, giá thành chỉ bị đẩy lên, có thể tăng gấp 2, 3, 4 hoặc 5 lần. Thời gian thi công cũng bị kéo dài như trường hợp tàu điện trên cao Cát Linh, Hà Đông. Hệ thống đường sắt cao tốc của Pháp, viết tắt là TGV, được sử dụng động cơ điện và hệ thống điện cao áp, đạt được vận tốc tối đa 350 km/h, có thể là một trong những lựa chọn. Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của ông Tô Lâm đến Pháp lần này, người ta hy vọng Việt-Pháp có thể ký một biên bản ghi nhớ về dự án này. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, dự án nói trên tổng mức đầu tư 67 tỷ đô la là tương đối cao so với mặt bằng của thế giới và giá thành đường cao tốc lệ thuộc giá bất động sản và nguy cơ điều chỉnh giá là điều rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai khi dự án được khởi động. Học giả Trương Nhân Tuấn cho biết thêm, trước khi chốt dự án cần phải thanh trừng đám tài phiệt bất động sản đi trước đón đầu để thổi giá đất lên cao, cũng như cần thanh trừng đám quan tham ăn chia với giới tài phiệt để mà thổi giá đất. Vì nếu để nợ quá lớn, giá vé sẽ tăng cao, dự án dễ dàng bị phá sản. Vào ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin Trung Quốc Kim Tráng Long về hợp tác trong lĩnh vực giao thông. Phía Việt Nam vẫn đề nghị Trung Quốc thúc đẩy tăng cường hợp tác đường sắt đô thị, đường sắt Bắc Nam và thúc đẩy triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam, Trung Quốc. Việc Bộ Chính trị Trung ương thống nhất và quyết định chủ trương dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không phụ thuộc vào nước ngoài được cho là một đòn đau của ông Tô Lâm dành cho ông bạn vàng Tập Cận Bình ở phương Bắc. Phản ứng của quốc tế trước việc Thái Lan quyết định dẫn độ ông Y Quỳnh Đáp về Việt Nam. Truyền thông Thái Lan và quốc tế vào ngày 30 tháng 9 đồng loạt đưa tin Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết về việc nhà hoạt động nhân quyền người Thượng Y Quỳnh Đáp sẽ bị dẫn độ Việt Nam, nơi ông sẽ phải đối mặt với bản án 10 năm tù với cáo buộc khủng bố. Báo chí Thái Lan cho biết vào tháng 1 năm 2024, một tòa án cấp tỉnh của Việt Nam đã tuyên án vắng mặt ông Y Quỳnh Đáp 10 năm tù với cáo buộc khủng bố khi cho rằng ông đã tham gia vào cuộc bạo loạn chống chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6 năm 2023. Thẩm phán tại Thái Lan khẳng định yêu cầu của chính phủ Việt Nam về việc dẫn độ ông Y Quỳnh là có căn cứ và cơ sở, tuyên bố như sau. Tòa án thấy rằng việc dẫn độ với ông Y Quỳnh Bắp có thể được thực hiện bởi không có lệnh cấm nào đối với quyết định này. Chính phủ có quyền thực hiện việc dẫn độ trong vòng 90 ngày, bất kể phán quyết của tòa án có nội dung là gì. Tuy nhiên, tòa án cho biết
ông Y Quỳnh có thời gian 30 ngày để mà kháng cáo. Nếu chính phủ Thái Lan không có hành động nào được thực thi trong vòng 90 ngày, thì ông Y Quỳnh Bắp phải được trả tự do. Theo mô tả của truyền thông Thái Lan trước tòa, ông Y Quỳnh mặc đồng phục tù màu nâu, tỏ ra bình tĩnh và ngay sau đó đã được chuyển đến trại giam ở Bangkok. Trong khi đó, bà luật sư Bergman, người bào chữa cho ông, cho rằng ông Y Quỳnh đã thề rằng ông sẽ chống án. Ngay lập tức sau khi tòa hình sự Thái Lan ra phán quyết nêu trên, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối, đồng thời ra lời kêu gọi chính quyền Thái Lan không thi hành việc dẫn độ ông Y Quỳnh Bắp về Việt Nam. Theo Đài Á Châu Tự Do, ông Philip Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, nói rằng quyết định này của tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý. Ông tin rằng ông Y Quỳnh chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tra tấn cưỡng bức nếu bị buộc trở về Việt Nam. Đồng thời, ông Robertson cho rằng tòa án Thái Lan đã bỏ qua bản chất của phán quyết ban đầu của tòa án Việt Nam với ông Y Quỳnh là giả mạo và gian lận. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan phải chống lại áp lực công khai của Bộ Công an Việt Nam. Theo ông Philip Robertson, chính phủ Thái Lan nên để nhà hoạt động người thượng Y Quỳnh được tái định cư ở một quốc gia thứ ba, nơi ông có thể nhận được sự bảo vệ thực sự. Tổ chức Đoàn quyết Công giáo Toàn cầu có trụ sở tại Anh Quốc vào ngày 30 tháng 9 cũng kêu gọi chính phủ Thái Lan bảo vệ quyền không bị trả lại đối với ông Y Quỳnh Bắp và kêu gọi Thủ tướng nước này không thực hiện lệnh dẫn độ ông về Việt Nam. Cũng hôm 30 tháng 9, Tổ chức Quỹ Nhân quyền có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Thái Lan ngưng dẫn độ ông Y Quỳnh Bắp và kêu gọi Thái Lan trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý cực lực phản đối quyết định trên của Tòa án Hình sự Bangkok và cho rằng phán quyết này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, mà còn dựa trên những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ, vì ông Y Quỳnh Bắp không hề liên quan đến vụ bạo động ở tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm 2023. Nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế ở Thái Lan, ông Sunai, khẳng định phán quyết của tòa hôm 30 tháng 9 đã gây sốc và thất vọng đối với ông, vì tòa án Thái Lan đã phớt lờ cả nghĩa vụ quốc tế của đất nước lẫn luật của nước này trong việc chống đẩy trả lại. Vào tháng 5 năm 2024, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã từng công bố một báo cáo chi tiết cáo buộc Thái Lan ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với người xin tị nạn nước ngoài trong thập kỷ vừa qua bằng cách tham gia vào một chợ trao đổi không chính thức với các nước láng giềng. Theo đó, các bên trao trả lại những người bất đồng chính kiến của nhau, bất kể việc họ có thể bị bắt, tra tấn hoặc bị giết hại ở quê nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin phản ứng quốc tế trước việc Thái Lan sẽ dẫn độ ông Y Quỳnh Bắp về Việt Nam. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, trung thực và từ Berlin. Thời báo.de. Hẹn gặp lại.